Có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm về việc bắt đáy thị trường bất động sản. Tôi đang tổng hợp về chu kỳ kinh tế 10 năm để giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể cũng như là khách quan hơn về thời điểm này chúng ta nên hành động như thế nào. Và đã rất thú vị khi đọc được một tài liệu có tên là chu kỳ Pano. Càng tìm hiểu kỹ hơn thì wow, thật là kỳ diệu. Đầu tiên thì tôi cũng chỉ xem được bức ảnh biểu đồ có dòng chữ viết tay ở góc dưới cùng bên phải là Simon Banner 1975. Lúc đó thì tôi cũng nghĩ là ông Banner là người lập ra cái biểu đồ này và dự đoán trước tương lai từ năm 1924 tới năm 2059. Thế nhưng những điều tôi nghĩ và cũng rất có thể là những điều các bạn nghĩ lại chưa được chính xác lắm đâu. Tôi muốn các bạn hiểu đúng và hiểu đủ về một cái chu kỳ rất hay và thú vị này. Được lập ra bởi nhà kinh tế học Joseph Stiglitz vào năm 1872, ông đã sử dụng những dữ kiện lịch sử từ năm 1780, có thể là chu kỳ lãi suất của ngân hàng, chu kỳ đáo hạn trái phiếu chính phủ, vân vân, để lập ra một biểu đồ đầy đủ có tên là Previous When to Make Money, tạm dịch là thời kỳ kiếm tiền. Biểu đồ này sát với biến động của thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên tới nay, thị trường tài chính có rất nhiều các yếu tố vĩ mô liên quan tới nhau và thường đi chung theo một chu kỳ. Biểu đồ có 3 trục hoành, trục A biểu thị các năm kháng cự mạnh hay là đỉnh lớn. Các bạn hãy để ý các con số 16, 18 và 20 năm được lặp đi lặp lại một cách lần lượt. Trục B biểu thị các kháng cự vừa hay là đỉnh nhỏ, thời điểm tốt để chốt lời các khoản đầu tư. Các bạn hãy nhìn vào các con số 8, 9, 10 lặp đi lặp lại. Sau mốc này thường bắt đầu giai đoạn lạm phát để kéo nền kinh tế về trục C, trục siêu đáy. Điều kỳ diệu ý là các mốc thời gian này lại chính xác một cách bất ngờ. Chân lý là đây rồi quý vị ạ. Mà đã là chân lý rồi thì chúng ta chỉ việc áp dụng, học hỏi và áp dụng theo thôi. Không cần phải suy nghĩ làm gì nhiều cho nó mệt đầu ra. Biểu đồ này giúp chúng ta nhìn thấy được những cơ hội trong năm 2023, thời điểm tuyệt vời để mua vào tài sản mà ở Việt Nam chỉ có bất động sản là an toàn và có khả năng sinh lời cao nhất. Đất rộng, giá rẻ, khu vực có nhiều nội tại để phát triển. Bên cạnh đó nữa là có tiềm năng khai thác được đa dụng như du lịch, nông nghiệp, dịch vụ vân vân. Follow kênh để biết thêm được nhiều thông tin về bất động sản nhé.